Lucatus khi đăng ký nhận 50 đô nha tất cả các bạn. Đây thì mình cập nhật thông tin cho tất cả các bạn vì mình đã KC rồi, mình đã nhận được 1000 token Lucatus nè các bạn. Đây thì khoan. Đây thì nó nói là 1000 Lucatus là khoảng 50 đô. Rồi mình nhấp qua cho ba chú gạch nữa các bạn. Mình rút tiền nè. MiWallet nè. Đây thì các bạn nhấp vào Red Bell nè. Đây thì nó kêu bạn Medium Min rút 100 đô đó. Mà mình có 1000 có 50 đô mình sao rút. Các bạn thì cái việc còn lấy đường dép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi đây thì mình hướng dẫn các bạn. Find new. Các bạn nhấp vào MiGaffer nữa các bạn. Đây mình cái con này thì đây nó xét lâu các bạn vì số lượng tham gia đông quá. Cứ khoảng từ cả từng lễ nha các bạn. Các bạn cứ gai CG mà cứ yên tâm nha các bạn. Từ từ nó cập nhật cho các bạn. Nó xác minh rồi mình chia sẻ được 4 bạn. Hiện giờ những bạn mà mình chia sẻ thì đang tình trạng là pending. Tình trạng nó đang xét duyệt các bạn. Rồi các bạn nhấp tiếp ba nhú gạch nè. Đây thì các bạn mi vô đây lấy đinh ghép nè. Đinh ghép làm chỗ nào ta? Invite member nè. Rồi các bạn copy đinh ghép chỗ này nè các bạn. Bị trả cho bạn bè và người thân được nè các bạn. Mazer Wallet Account này thứ. Ủa, sau đây thì nhiều quá. Shading nữa nè. Đấy quá tờ nhiều một bước. Pha ra mình dịch qua các bạn. Mình dịch qua tiếng Việt cho các bạn. Rồi trang web này nó không cho dịch luôn. Đây thì những người bạn nào mà đăng ký với đường link mình thì mình sẽ nhắn mail của đó các bạn. Sau khi góp tiền được mình sẽ tặng cho các bạn 10 đô ăn lên nha các bạn. Cho mỗi bạn nha các bạn. Các bạn nhớ kết bạn với mình nha các bạn. Hiện giờ kèo này là kết thúc vào đăng ký nhận 1000 tôi cần tôi bên tút. Thì còn cái khoảng là ngày 6, ngày 8 tháng 6 nha các bạn. Là kết thúc nha các bạn. Còn có khoảng hai mấy ngày nữa. Đây nè. Để mình coi. 3 Invite member. Này là link ghép. Nè các bạn, nó nói còn nó chạy là còn 21 ngày 8 giờ 39 phút mấy chục giây nữa là kết thúc các bạn. Đây thì nó chưa cập tiền giá cả các bạn. Giá dự kiến của nó là 1000 Ruby Tut là 1000 một tốc càng là giá 0.05 cho mỗi 1 đồng các bạn. Con này thì nó thanh toán qua là Bitcoin hoặc Bitcoin các bạn. BB level 1. Đây thì Việt Nam mình có nhóc người bạn tham gia chơi nữa. Có những nước là Maroc nè, Genji, Việt Nam, Italy, thằng này Italy nhiều vậy, Việt Nam mình nè. Boy. Cái này là tạo tem hay sao các bạn? Tạo tem nè các bạn. Các bạn nhấp vào có thứ các bạn. Tem của mình nè, là những mình cái ghép của mình nè, mình tiện được các bạn. Made in Phạm Du. Rồi. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mỗi thắc mắc gì không hiểu thì các bạn cứ comment bên dưới video, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Số điện thoại Zalo mình cũng để dưới kết bạn các bạn.
vào một cái video hướng dẫn đăng ký và một cái link đăng ký luôn cho tất cả các bạn á. Mình chuẩn bị cho tất cả các anh em hết rồi. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình, đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các anh em nha. Chúc anh em xem video vui vẻ, có một buổi tối thiệt là an lành.